Cùng với sự đồng hành của tổ chức đoàn, thời gian qua nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn đã năng động tự tin, khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Lù Thị Nhâm, đoàn viên thanh niên thôn Lao Trải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương là một trong những điển hình như thế. Từ năm 2018, vợ chồng chị Nhâm quyết định chuyển đổi mảnh nương trồng ngô của gia đình sang trồng 600 gốc hồng giòn không hạt. 4 năm sau, vườn hồng bắt đầu cho quả bói, tiêu thụ cũng thuận lợi. Nhờ chị Nhâm đã khai thác hiệu quả mạng xã hội để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Đến năm 2023, gia đình chị Nhâm tiếp tục đầu tư trồng thêm 1.000 gốc quýt, đồng thời đăng ký tham gia tổ hợp tác trồng quýt để học hỏi thêm kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả. Gia đình tôi đã tham gia các tổ hợp tác trồng cây quýt. Qua tổ hợp tác này thì tôi được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây quýt để là làm sao đem được hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi mô hình kinh tế của gia đình dần đi vào ổn định, hưởng ứng phong trào sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn, chị Nhâm lại tích cực vận động, tư vấn, giúp đỡ những đoàn viên thanh niên và người dân có nhu cầu trồng cây ăn quả về kỹ thuật trồng, chăm sóc để mở rộng vùng sản xuất. Đồng chí rất nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm. Trong nhóm ai không hiểu thì đồng chí hướng dẫn tận tình để cho tổ hợp tác ngày càng phát triển. Bạn Nhâm thì là một đoàn viên rất là nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái trong các cái phong trào. Trong cái thời đại công nghệ 4.0 thì bạn Nhâm là một bạn đi đầu áp dụng cái công nghệ vào việc tiêu thụ sản phẩm như là livestream để bán hàng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Nhâm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, là chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca bố uy, tham gia truyền dạy dân ca bố uy cho thế hệ trẻ. Với sự năng động sáng tạo, chị Lù Thị Nhâm thực sự là tấm gương tiêu biểu để thanh niên ở địa phương học tập và làm theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.